Sáng nay một vụ cháy lớn xảy ra tại thành phố Đà Nẵng khiến nhiều tài sản của một công ty sản xuất nội thất bị thiêu rụi và uy hiếp những nhà dân sống xung quanh. Theo đó, vào khoảng 9 giờ sáng, xưởng gỗ công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Window Fashion nằm trên đường Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Điều đáng nói, bên cạnh xưởng gỗ này là kho chứa hàng nghìn bình ga. Lo sợ ngọn lửa cháy lan nên mọi người đã huy động di chuyển các bình ga ra xa khu vực hỏa hoạn và đưa những hộ dân lân cận đến nơi an toàn. Sau gần 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, do nhà xưởng của công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa vẫn âm ỉ bốc khói. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ máy móc và hủy hoại một số lượng lớn nội thất trong nhà xưởng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.